Dạ em Vũ, xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay em có 3 cặp phục sao của riêng 125. Boe bình xăng các bác ha. 3 cái chấm của xe game 125 tháng xe. Dạ. Dính vậy luôn hả ta? Nhưng mà sao đo nó có 3 tấc 2 à, nó ngắn hơn future nail, nó ngắn hơn qua alpha nhỏ nữa. Ngắn hơn 110 nữa. Thì chắc chắn chứ cái này nó 3 tấc 2 chắc nó vô được cái dòng xe super game thôi chứ không vô xe nào đâu. Tại game mà nó sẽ lùng hơn á, gồm hơn quay á. Chấm gin các bác ha. Chấm gin với thắng gin nó dính vô cái chốt luôn như này nè. Rồi chút xíu cho quay cho các bác coi. IC bên sườn cùng lửa ổ khóa thuộc. Rồi em sẽ làm nhanh gọn lẹ cái phần này ha. Rồi cô bác nào coi được mua nào thì hú em gửi cho quán ha. Đây là phục sao của xe game 125 đó. Thì chúng ta có thể gắn vô cái dòng quay nhỏ và quay alpha là 100, 110 rồi đó. Vừa chiều dài nó là 3 tấc 3 các bác ha. Thì mình có thể đưa lên tương xứng những cái dòng xe nào 3 tấc 3 thì chúng ta sẽ vô thôi. EGSX rồi đó, Blast rồi, alpha 110 với full chalet rồi đó, full chậm mập rồi đó. Thì cái khuôn của anh là 3 tấc 3 là anh sẽ vô đó. Đây 3 tấc 3 các bác ha. 3 tấc 2 28 như 3 tấc 3. Mấy cái 2 gem thì quan phục này nó không quan trọng cho mấy. Cặp này là em bán cặp số 1 đời 22. Phục trước lộn, phục sau ghi 125. Cái này phục trước không có về gì hết trơn. Dặm được hơi khó quá. Đây 22S của bác ha. Đó. Thì cái này là các bác biết là phục kim 125 nó không có trái và phải, không có cây trái và không có cây phải, nó giống như phu trầm 1 vậy thôi. Đây cái thằng này là xây nè, nó xây được các bác ha. Nó xây cho cái mặt đèn này nó nằm ở ngoài, nó thẳng lên hình một người, nó thẳng lên cái lỗ trên thì chúng ta sẽ vô xe thôi. Ok, dễ lắm. Ngoại hình của cây phục, cặp phục số 1 này thì vỏ ở trên có chày nhưng mà cũng chưa có quá đáng. Phần ống xi thì đẹp, cối thì đẹp, hình người còn ok. Hình người này ok, này chày đây nè, này chày nè các bác nhé. Ống xi đẹp, có đẹp. Hàng gin gắt xe có chữ B của bác ha, còn hàng mới nó không có chữ B ở trong đó nha. Ti nó là ti 8 ly à. Game 125 mà nhúng vô địch rồi. Để tùy theo cái xe mà argo này có thể vừa và có thể là argo nó sẽ khác thì chúng ta đóng cái argo. Cái argo là cái ống chỉ này, nhằm khi mấy anh nó điện hỏi người ta không biết thì em tư vấn cái thằng argo là ống chỉ á. Rồi cặp phục số 1 này game 125 tháo trong xe ra đó. Từ phần vỏ đen là có chày xước, còn cái phần ống xi là ống xi đẹp và phần cối là xe đẹp ha. Rồi cặp phục này số 1 thì chày xước em bán số 1 chiều gửi 50 nha các bác ha. Rồi số 1 chiều gửi 50, cái phần 500 qua. Cái này em nhắn ship code cho cô bác luôn á, đưa đi luôn á, không có cần nhận cọc luôn á. Quan trọng chuyện về nhận cọc gì đâu, mình bán nhận cọc người ta nói mình lừa gạt, còn mình bán và cái đuôi này sao dảnh lên cái giò này hay nó đá banh hay đâu này, lấy miếng keo dán lại rồi. Rồi ống xi và cối đẹp đó, vỏ chày vẫn là đời 22, vẫn là đời 22 nha. Ấm xi đẹp, cối đẹp, đó, rồi vỏ có chày, rồi số 3, lõm số 2, chiều gửi 50 y như nãy nha. Số 3 vỏ có chày, vẫn là đời 22.
cái cối này nó không có đẹp bằng hai cặp phục vừa qua, số 1 và số 2. Đó, vẫn là đề 22 ớt ở trên đầu. Đó. Nhìn đắt không? Cặp này cối không đẹp bằng em bán nha, chiều gửi các bác ha. Chiều gửi, số 2 chiều gửi. Dạ, cặp này cho bác. Dẹp ba cặp này giùm em ơi. Cho nó chống chọn ha. Ra ngoài đây chụp vô vậy nè. À, cái hình người này có ấy lấy keo dán lại cái hình phuộc này, nó bị chóc lên, cái giò chóc lên. Tôi ngồi ở bên hướng bên đây này chụp vô đó đó. Mình nói chụp ra nó chá kỳ lắm. Rồi tiếp theo là em có một bộ combo đầu lòng bình xăng con chục bô bô e chục bô xá xị luôn. Đó, ghim 125 vậy nè. À, tháng 5 2022 đẹp vô biên. Thì cô bác có thể gắn lên những cái dòng xe Việt Nam mà. Ví dụ là Phu 2 rồi Phu Neo với Phu X mà loại mà xăng cơ đó. Thì bình xăng con á, thì nguyên combo đảm bán 7 triệu gửi từ bô e bình xăng co chục bô xá xị rồi trái hơi rồi này kia nọ đó đầy đủ. Lòng á, thì có lòng bích tông bạc, lòng bích tông bạc rồi cái đầu bò thì có cam còi xúc bắp bên trong á, chưa có chỉnh chạm gì chăng á, bình xăng rất đẹp luôn. Bô e là mấy cái này nè, màu mè còn á, còn màu luôn, ghê luôn. Đẹp lắm. Nè, ghê ghim rất xe mà. Rồi, cô bác anh chị nào mà mua thì hú em, gửi cho xài. Đó, nó không có xin cam nha cô bác ha. Có cục tăng cam nào đàng hoàng, không có xin cam. Thì xin cam nè. Cái này nó gã ra chỉ có vậy thôi, người ta gửi gì chỉ có vậy thôi. Chứ em không có đi luộc lại để lấy để làm cái gì. Tháng 5 2022. Sản xuất tháng 5 22 đây. 7 triệu gửi qua. Trái bích tông mà mình chát luôn. Rồi phần này em cho qua. Ở đây em có một combo đầu lòng. Ở lộn, combo bình xăng con nó bậy. Combo bình xăng con của ghim 125 đó. Ghim 125 nó đóng F1 trên đầu. F1 là ghim 125 ha. Có trái xá xị và chục bô luôn. Hiện tại em có hai bộ đầu này. Hai bộ combo bình xăng con chục bô xá xị này em bán 3 triệu các bác ha. 3 triệu một bộ. Cái này là tháng 3 2022 luôn. Sản xuất tháng 3 đó. Nè. Nhà máy sản xuất tháng 3 2022. Hàng rất là keng, bán 3 triệu nha các bác ha. Hoàn toàn là không có rửa nước lạnh luôn á. Mấy phần này đâu có rửa được, không có xịt dầu rửa gì chứ. Nguyên thủy, tại đầu đẹp mà. Nè. Ốc hoàn toàn không có chạm nha các bác ha. Đầu đẹp. Chục bô mới thứ nào cho nó nè. Rồi cái phần này em có hai cái nha, mỗi một cái như vậy là sẽ là 3 triệu quá ha, nguyên combo vậy đó. Giờ chúng ta đưa lên future hai rồi đó, quay ớt 125 nào đó, nhất là dòng quay ớt nó có trời chục bô nè, đưa lên ghim luôn, dớt luôn. Và tiếp theo là có ba cây chống đứng của ghim 125 tháo xe. Đó, chống đứng với cái chọt luôn, khoe luôn nè, nguyên ghim. Thì cần thắng luôn. Đó. Thì một bộ này em bán 850 nha các bác ha. Đời 2022.
nguyên zin vậy đó, đẹp can vậy đó. Thì cái chiều dài mình đo là nó đã ngắn hơn chiều dài của cây chống đứng, đo đến cái lỗ tim. Cái lỗ tim cốt này nè thì mình đã đo ngắn hơn quanh pha lóc trắng lóc đen đó, với phu chà neo ngắn hơn rồi đó. Chắc có lẽ là nó vô được Super Game á, với tâm lửa hai cái dòng xe lùng á. Tại vì đo là cái này nó có 3 tấc 2 thôi, 3 tấc 2 đây nè, còn mấy cái kia thì đo là 3 tấc 3, nó ngắn hơn một phân á. Phu chà neo với quanh pha lóc trắng ngắn hơn một phân á. Sơn ghim đẹp, nú nè, hàng cọp nha các bác, 2850 một cặp nha, nguyên combo về 850 đó nè. Cái nú nè đẹp gì nè, cái thắng của ghim 125 là đời cao, là nó là cái tội, tất cả đều là cái chọc bự hết, chọc lớn hết, chứ không phải là chọc nhỏ nữa. Đời thấp á, mới là chọc nhỏ thôi. Này các bác ha, sơn ghim chống rất là đẹp luôn ha. Này dính băng keo hay nói chung là còn hai cây nữa dính băng keo rồi. Mới giờ tới gian như đang làm đưa lên nè. À, cây nào nó đẹp gì không quá ha. Sừng kim rất đẹp luôn ha. Chống đứng chưa khờn gì trơn, hơi à. Nè. Quá đỉnh luôn. Nè, bên đây nè. Không. Đại 22 xe chạy lướt. Quá đỉnh. Rồi một bộ 850 của bác nào mua thì alo em. Thí dụ cái xe nào mà có chúng ta bị hư chống đứng xin mà trao đó, thì nó cười su lai đó, thì mua này gắn vô có cái thắng luôn. 850 hàng ghim cất xe, hàng cọp đài 22 xe chạy lướt luôn. Rồi thằng này vũ cho qua AC ghim 125 bà con vô qua nhỏ ha. Ở đây em có bogie, chụp bogie color lại giờ tiếp tục phục vụ cho bà con hàng Thái nha. Chụp Mugi Color hàng Thái Lan 200.000 một cái. Chụp Mugi Color này có qua trăm mừ đó, NGK của Thái Lan 200.000 cái. Chụp Mugi Color rồi IC của trăm mừ 900.000 một cục, giá không hề rẻ đó. Những cái đầu cái này made in Japan luôn nha, made in Japan luôn. Năm chấu gắn như alpha lốc trắng lốc đen, trăm mờ ZX alpha cộng, qua Trung Quốc luôn, xài năm chấu luôn đó. Synergen hàng nhập Nhật Bản luôn ha, 900.000 cục nha cô bác ha. IC năm chấu gắn vô mấy dòng đó như ghim. Ở đây là qua lăn lửa của qua trăm vừa qua alpha trang 6 tép, qua lăn lửa của qua anh pha lốc trắng lốc đen á. Xe bịch nó ta xe hoài khi giao người ta cự, mấy ông khách giao xe bịch hoài cự. Qua lăn lửa điện không bao giờ chết, 320.000 bao cho bà con không bao giờ chết luôn. Đây là hàng Việt Nam chính hãng Honda Việt Nam 100% đấy, không bao giờ chết nghe các bác. Còn mình mua ngoài chợ chịch chịch nó chết hoài, nhưng khi qua Trung Quốc bị thay cái lửa điện hoài. Gắn vô alpha lốc trắng lốc đen đó, alpha cộng rồi Trung Quốc luôn ha. Nào mà 6 tép là vô bộ lửa 6 tép 320.000. Rồi phần này em cho qua đồ của Việt Nam chính hãng. Ổ khóa qua nhỏ 210.000, giá rẻ vô địch luôn. Ổ khóa qua nhỏ nha, alpha lốc trắng lốc đen cho ZX alpha cộng là nó đó, là em bán 210.000, là chưa có cái tiền ship nha. Đây ổ khóa chính hãng các bác ha. Nên hãng cốc cốc tầng ngoài ha. Rồi có cái ổ khóa trước cầu khóa sau á, có 210.000 có cái khoe luôn. Đồ chính hãng ở Việt Nam không phải đồ chợ, đồ phá ke gì trơn nha, bao chính hãng 100%. Không lớn nổ này, chụm nổ nổ hả? Rồi hết rồi. Cái quần què, cái mỏ rồi đấy. Em còn hai cái bô của quan pha lốc đen. Nổ rồi còn vỏ không ngủ. Bô quan pha lốc đen. Đồ hãng.
900 ngàn. Không đó. Ừ. Kêu ảnh nó lấy cái kèm gì cho mở rồi đứng sau rồi lấy mày cái bô và dĩ bô 900 ngàn các bác ha. Bộ mới của anh Pha Lóc Đan. Bộ mới đồ hãng. Đồ hãng có hộp rồi. Đây. Có tem luôn. Đó, bô của anh Quang Pha Lóc Đan. Cái bô và cái miếng dĩ bô là 900. Chưa có tiền cước nha các bác ha. Tiền cước của bác phải trả nha. Vài chục ngàn. Đó, không có hai con ốc nha. Bô và miếng dĩ thôi. Đầu có hãng. Hãng Việt Nam nha, 900 ngàn nha, không phải đầu Thái nha. Rồi cái phần bô này cho qua. Honda. Bô quay anh Pha Lóc Đen 900 ngàn. Rồi còn cây nữa là bô anh Pha Lóc Trắng. Bô quan pha nhỏ lóc trắng, hàng của hãng, đồ của hãng, 900 ngàn luôn. Cái bô và cái miếng dĩ bô là 900. Honda. Không có hai con ốc nè cô bác ha. Cái bô và miếng dĩ thì 900. Honda Gucci đây nè. Rồi đúng đồ hãng cho các bác sử dụng. 100 Honda NF100 Gucci. Rồi phần bom pha lớp trắng thì cho qua. Cái gì 900 ngàn chưa có phí ship đó. Ship code cho cô bác luôn. Rồi clip này em làm đến đây là kết thúc. Rồi chúc cô bác nhiều sức khỏe, ăn lành làm ăn phát đài các bác ha. Xin chào và hẹn gặp lại.